Xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang Kính Cửa Phía Xưa. Và trước tiên rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm tới em của em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em hãy đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, đặc biệt là quả chuông. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phim ngày nay. Phim ngày nay em có cái những đúc bồ la mi mọc vàng của Pháp xưa, được sản xuất ở thập niên 50-60. Dòng này thì em về rất là nhiều, hầu như thường xuyên và liên tục là về. Đấy, và mỗi cây là mỗi giá sẽ khác nhau, tùy theo độ mới đẹp. Cây này sang 40 nhưng xoay 3 xoay to trên đường 45. Đây là dòng nữ mi cầu to cầu đều bản to bản đều, mắt xanh gam bốn mắt nào cũng thích, có thể thay mắt cận thị, giáo thị, viễn thị đều được hết, bởi vì gọng ở đeo rất là nhẹ nhàng thanh lịch. Các bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826. Các bác gặp tỉnh ở xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi một phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình hợp lý, hợp phí gửi trên đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Cầu giữa thì nó có một cái chuyện vương và chuyện tròn logo của hãng từ ngày xưa. Con này phiên bản nó hơi rất là khác biệt, chuyện võ, chuyện tròn và chuyện vương logo của hãng từ ngày xưa. Bác nào xem video cảm thấy mời, nó rằng yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo, sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cái kinh đó. Cả trái cả phải đều có cái chuyện tròn logo của hãng. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản ba ship, bác nào chuyển ship cút thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến là xuất quán gửi hàng, giao lưu đồ của hồ sơ, đặc biệt hơn là đi thẩm định và định giá đồ của hồ sơ cho tất cả anh em bạn bè người thân. Các bác nhớ điện thoại trước, em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, tư vấn cuốn chuyên sâu tất cả đồ hồ sơ. Bác lưu tâm lưu ý nhé, đến điện thoại trước vì nhiều bác đến là xuất của em đi vắng, em đi bận những công việc về hành chính, thiết bị tế và dược, làm dự án thầu hợp đồng nên rất là bận, nên là các bác cứ điện thoại trước thì em vẫn xác định được và nghênh tiếp đón từ xa. Vì có những bác đến là chờ 1-2 tiếng thì rất đáng tiếc. Cứ đến điện thoại trước thì là em đang xác định là có thể có nhà không hay không có nhà, thì em sẽ hẹn một cái giờ rất chính xác cho bác. Đó, giá cây này là 7 triệu 7, hay gọi là 7.700k, giá là 7 triệu 7, hay gọi là 7.700k, giá là 7 triệu 7, hay gọi là 7.700k nhé. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao tắt toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm, về thời gian bán hàng em đã ghi bên dưới video, hình thức mua bán cũng ghi bên dưới video. Các bác mua ở đâu mua thì bác nên lựa chọn những nơi bán lâu năm có thương hiệu uy tín ở Hà Nội. Em và số anh em chơi đồ cổ, mua bán đồ cổ là 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là đã hơn 20 năm rồi. Các bác lưu nhé, đừng mua ở những cái trang mạng xã hội, vì trang mạng xã hội ngày nay chúng nó đăng ấy là không địa chỉ, có mỗi số điện thoại không. Đa phần là amateur bởi vì nó rất lưu manh, nó sử dụng số điện thoại tam quy tứ quý, đuôi 38 này, 32, 36, 39 này, rồi là tứ quý 5, tứ quý 2 này, ngũ quý 3 này. Rất nhiều anh em bị dính kính giả cũng như đồng hồ đeo tay đấy. Và như bác chia sẻ là mua phải cái đồng hồ Omega The Value rồi Omega Simeter mấy trăm nghìn mấy triệu. Nhưng tất cả khi cầm đến em xem là giảm giả nhái, ruột bên trong ruột tàu, vỏ ngoài thì một con vỏ mạ vàng, một vỏ mạ vàng cũ ngày xưa, cũ nhưng không phải là cũ đời mới, tức là đời hàng đời mới nhưng mà nó bị dùng cũ rồi. Tức là nói đúng nghĩa ra là gọi là hàng mạ PVD. Đấy. Thì rất là nhanh bong, thế này mà nó lại kêu là vàng đúc luôn. Thế mà bỏ ra mua là 4-5 triệu con Omega Simeter mà vàng đúc, mà đòi lấy 4 đến 5 triệu, không có giá đó đâu. Ruột tàu vỏ này, vỏ mà vàng, mà vàng 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 cũ, mà cũ đây là cũ theo kiểu hàng đời mới nhưng bị dùng cũ rồi. Đấy, cho nên là nhiều anh em bị dính trong chiêu trò. Mà đuôi số máy 38 nó số rất đẹp luôn. Em nói rồi, tất cả những số tam quy tứ quý là cái bộ lưu manh, như là bộ là lan đột biến, bộ đa cấp. Đa cấp về đồng tiền nào, đa cấp về sản vàng, đa cấp về thực phẩm năng, nó rất hay dùng để nó chiêu dụ, chiêu thức lừa đảo. Đấy, bác hết sức cảnh giác, phải cảnh giác cao độ lên. Đấy, các bác mua bán đâu thì mua bán nên lựa chọn quán lâu năm uy tín Hà Nội, Sài Gòn. Em và một số anh em chưa được của quán của 20 năm, 30 năm nên lựa chọn những địa chỉ, những nơi như thế, luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Ở đây là góc độ chia sẻ quan điểm, không nước này, không kêu quan kêu ngạo, em rất hòa đồng anh em trong nước ngoài nước. Kênh của em triển khai 6 năm mà có 2.000 người đăng ký, bởi vì em làm cách hiếu dạng tự nhiên hương, làm cách chân tình, chân thật, chân thành nhất. Trong khi đó những kênh kia nó triển khai có 6 tháng, 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm, 10.000, 15, 20.000 người rồi. Nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo, đẩy like, đẩy view, để được đăng ký kênh theo dõi lên. Rồi chúng nó lại như này, rất lưu manh, nó mua bán này, nó hẹn ở đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, rồi hẹn cà phê, hẹn chân tòa nhà, chân chung cư, rồi
anh ở đâu mang qua xem anh mua mua thôi. Rất nhiều anh em bị dính vải quần áo giày dép ví thắt lưng anh em. Đấy, đây là góc độ chia sẻ quan điểm để các bác có những kinh nghiệm và dắt. Vì những cái năm tháng em buôn ba nước ngoài thì em cũng đến những cái nhà sưu tầm rất là lâu năm, tối thiểu cũng phải tầm 10 10 năm, 15 20 năm trở ra. Và số điện thoại thì em cũng phải hỏi những anh em trong đó là tối thiểu trên chục năm. Tối thiểu nó phải tầm trên chục năm. Đấy là mức tối thiểu. Mà vì ngày xưa thì lúc thời điểm năm 2000 đến số 2000 2005 2010 thì đúng thời điểm nó đúng ra là như rất số điện thoại nó chỉ tầm 10 năm hơn 10 năm, bởi vì điện thoại năm 96 nó ra cơ mà, đúng không ạ? Đấy mà em vẫn thời điểm bên em đang tìm cái số điện thoại lâu năm rồi, mà cái địa chỉ mà em cũng phải tìm địa chỉ lâu năm chứ, chứ còn không có địa chỉ mới tranh quanh mà chốc một mà những đối tượng nó cứ thay đổi địa chỉ, nó thay đổi số điện thoại thì nhiều anh em bị dính lắm đấy. Và rất cảm ơn bác đã xem video nhá, giá là 7,7 triệu con nốc của Lamy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại bác phía sau.